Cái này người ta gọi là phần gần, nó hay biết chữ proximal, viết tắt là PROX, proximal là gần. Đó, người ta giữa medium, medial. Và cuối cùng là đằng xa, distant, đằng xa. Đó, nhớ, 1/3 là 1/3 giữa là đằng xa. Có khái niệm đó, nên nhớ, đọc sách bao giờ cũng có thể thấy. À, 1/3 gần là đằng xa. Rồi, bây giờ tất cả nó nằm trên cái hình này. Ở dưới này nó cho ta biết, nó minh họa cho ta một cái mạch máu. Thượng nguồn nó nằm đây, hạ nguồn nó nằm ở đây. Chỗ này là chỗ bình thường, vô đây có cái bản sơ rồi đó, hẹp, chỗ này là chỗ hẹp. Đúng chưa? Chỗ này chỗ hẹp. Nếu bây giờ các anh chị mở sung đo mạch đốc ở đây, vi phổ ở đây, tức là chỗ bình thường này, tức là trước cái chỗ hẹp, thì sẵn là sẽ phải có cửa sổ phổ, có cái đường đưa sử dụng đồ. À, rồi, đến chỗ hẹp, các chị vi phổ ở đây, tốc độ tăng cao, mất cửa sổ phổ. Vừa ra ngay cái chỗ này một xíu, nó phải là dòng chảy thảo ngược, đúng chưa? Rồi, xa một xíu nữa, ở vị trí thứ tư, là xa chỗ hẹp nhiều hơn, thì thấy là sao? Cái quan trọng là tốc độ của dòng chảy nó giảm dần, giảm dần do mất năng lượng. Quá dễ, cứ thấy chỗ nào hẹp khảo sát từ trên xuống dưới, thấy chỗ nào hẹp thì đo trước hẹp, tay hẹp, sau hẹp, trước hẹp, tay hẹp, sau hẹp, ba vị trí ha. Đây, đây là một cái động mạch, một cái động mạch trước hẹp đo là nhiêu, PC là 86 cm. À, rồi ngay chỗ hẹp, đây hẹp đây, sai, ngay chỗ hẹp tốc độ nó khoảng 619 cm. Rồi ra khỏi chỗ hẹp tốc độ giảm xuống 66 cm. Các chị thấy không? Đó, cái chữ phải thân trước hẹp, tại hẹp và sau hẹp. Bây giờ các anh chị thấy là cái PSD nó quan trọng như thế nào vậy? Nó chủ yếu là nó PSD, nó PSD. Thế bây giờ nãy giờ chúng ta nói là trước hẹp, tại hẹp, sau hẹp, gần, sau hẹp, xa, và mới cố được tiến vào cái này thì sao? Các chị nào chưa nói đến? À, tôi nói với anh chị đây. Vị trí thứ năm này là một vị trí cực kỳ quan trọng. Đây là vị trí cứu cánh cho chúng ta. Các anh chị tưởng tượng là một buổi sáng, các anh chị vô giao ban rồi kia xong 7:30 rồi 8 giờ làm, cho làm một lèo cho tới 12 giờ làm 4 tiếng đó. Mà lâm sàng yêu cầu xuống làm đốc tĩnh mạch phía dưới hay đốc mạch phía dưới không thôi, các anh chị mà làm phía dưới, làm đốc mạch phía dưới là làm từ háng luôn này, từ bẹn xuống dưới chân này hai bên, một ca làm nhiêu bao lâu? 30 phút trở lên nữa. Đúng rồi. Thế thì một buổi sáng làm được mấy ca? 2 ca. Sáng 2 ca thôi. Sáng làm u đâu mà làm? Có sáng làm 40-50 ca có. À, đó. Nhưng mà qua bên Tây mấy ông Tây cũng ngồi, ông làm cái ca thứ tư rồi, ca thứ năm rồi nó không làm. Dạ. Thế là mình phải có cách làm. Người ta có cách làm. Giờ nói ẩu nói gì cũng có chịu. Thì người ta phải có cách, khi ta đã nắm được nguyên lý, ta đã nắm được hết tất cả rồi thì người ta làm điểm. Làm điểm, làm điểm. Từ đây xuống, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm. Dựa vào hình ảnh sách, bình thường cái đó có gì. Nhưng giả sử như thấy nó bình thường hết thì không sao, nó phải bình thường tới cuối là luôn à. Nhưng bây giờ ở đây bình thường, ở đây bình thường, ở đây bình thường, tự nhiên ở đây, tức là cái chỗ xa nhất này, cái chỗ cuối cùng này, nó xuất hiện một cái sóng đặc biệt thì biết ngay rằng là ở trên này nó có hẹp và chúng ta đã làm sao. Lúc đó đi ngược trở lại, đó là cứu cánh của chúng ta, đó là khu vực số 5. Khu vực số 5, khu vực số 5 trên này xa cái chỗ hẹp lắm, gần như cuối. Ha, à, thì nó có cái sóng gì? Đây, cái sóng rồi đó. Cái sóng là nó phải ra một cái loại sóng riêng và phải học riêng.
để dẫn đến sóng đó. Sóng đó có tên là sóng Tapis. Tapis đó là tiếng Phạm, Tapis of Bis, còn cái thằng là Tapis of Bis. Tapis of Bis đây, đây là sóng cái đồng hồ Tapis hẹp nắng ở thương lưu thì xuất hiện cổ này ở hạ lưu. Ok chưa? Đó, đó là tiêu cảnh của chúng ta đây. Đặc trưng của hổ này là thời gian gia tốc kéo dài, PSV thấp và trời. Hổ này có thể bắn bất cứ động vật nào trong này. À, tại sao người ta đặt cái chữ đó là vì ta đã soạn biết thật ra là tiếng Hy Lạp. Tanus Chulo là quá trẻ, Tanus Chulo là quá thấp, quá thấp. À, thế thì bây giờ vấn đề là chỗ gia tốc. Bây giờ muốn hiểu thế nào là thời gian gia tốc rất dễ, rất dễ. Ha, sách Tây thì nó lằn nhằn nữa. Đọc sách lý là sướng đấy. Nè, đây là nghĩa của thời gian gia tốc. AT viết tắt chữ này, acceleration time thì nó bằng TTT, tức là time mà trung bình thời gian đạt tới đỉnh. Như thế nào gọi là thời gian đạt tới đỉnh? Đây là một chu kỳ bắt đầu tâm thu đỉnh xuống cuối tâm trương, tâm thu đỉnh thì thời gian từ cuối tâm trương lên tới đỉnh PC thời gian này gọi là TTT, time trung bình hoặc là acceleration time, là tăng tốc không được. Bình thường là nó như vậy. Nhưng ở cái vùng hạ lưu, ở cái chỗ mà hẹp mặt ở bên trên thì sóng nó xuất hiện vậy. Các anh chị thấy là cái thời gian của nó lên nó kéo dài. Chính vì đó nó là một cái đặc thù riêng, đặt tên cho nó là sóng Tapis. Tapis hay là quen rồi là chúng tôi hay gọi là sóng này là sóng mập và lùn. Cứ thấy âm mập và lùn là biết cái chuyện không cần phải đo đạc gì cả, các anh chị đã nhìn thấy nó một lần, không bao giờ các anh chị quên. Vấn đề là chỗ làm sao cho đúng để thấy được sóng này. À, xuống dưới này rồi mà thấy sóng nó vẫn bình thường, đã phá bình thường, cửa sổ bình thường là không có lo gì hết. Xuống dưới này là thấy có đèn cái là rồi, trở ngược lên dùm em. Đây, ví dụ đây là mặt chủ hai cái thân qua bên được thời thì là thái độ đặt trái chỗ bình thường sóng lên xuống sóng lên xuống. À, nhưng vì ở đây nó hẹp, động mặt thật nó hẹp như thế này, nó ngay gần cái chỗ nguyên thủy của nó này, nó hẹp cái chỗ này khó coi lắm khó lần nào mà xem chỗ này mà to đạt ở chỗ này được lắm thì người ta phải dùng cách khác coi gián tiếp thì người ta coi những cái động mặt thật tàn thật. Thì ở đây là hạ lưu với cái này rồi. Cho nên á, ví dụ như trong cái mấy cái mạch máu làm mạch thật là một trong những cái căng thẳng nhất mà mạch thật phải biết cách làm. Có hai cách làm, một cách làm trực tiếp và một cách làm gián tiếp. Cách làm gián tiếp là giờ chúng ta muốn giữ cái chuyện này ở trên này coi được con coi được nói là chúng tôi không có được, chúng tôi không khảo sát được do bệnh nhân quá mập, do bụng quá nhiều hơi, do bệnh nhân không tuân thủ nhịp ăn 6 tiếng đồng hồ trước khi làm. Chúng tôi khảo sát gián tiếp động mạch thật tại thật. À, lúc đó người ta sẽ đánh cung như này, cung to ha, to cái sóng này. Thì sẽ giống này kết luận có sự xuất hiện của sóng Tapis Tapis ở các động mạch cung tại thật. À, có quyền cảm nghĩ hẹp hay là hẹp ở nguyên ủy hay ở thượng nguồn, đó là có quyền kết luận như vậy. Thế thì bây giờ lâm sàng, ông lâm sàng ông nghe các anh chị nói về ông tin liền không? Chưa làm sao tin được, ông phải coi là chính nó thật này có gì không. Còn nếu như ông là đúng rồi, rồi thì ông phải cho làm gì? Bắt buộc phải đi chụp anh Dương gặp tí thôi, bắt buộc phải cho đi chụp, đi chụp mạch máu, ha, đi chụp mạch máu về thấy hẹp là xuống vỗ vai, ok, làm đúng, hoặc làm, cảm ơn. Ha, à, làm sai đi chửi cho cúi đầu. Ha, rồi. Sắp cái tim. Rồi, đây là mặt chẳng, cũng dây luôn, đây là hẹp mặt hai bên. Cái chỗ bình thường, sóng lên bình thường, nhưng ở đây hẹp, ở trên này, sóng tầng sống. Càng xa, càng đứt, sóng tầng sống. Đó.